Rồi, mời anh em xem siêu phẩm anh em ơi. Oh man, máy cà Fiat nha, 700. Ôi má ơi, trong đó đất nặng anh em mà nó chạy siêu ngon luôn nè. Nó bường ghê thật chứ. Cái lực của con Fiat công nhận ngon quá anh em. Con này có 700 nha, mà bường siêu ngon luôn á. Ôi má ơi, coi kìa, băng đồng bên kia luôn. Nãy đời ha. Rồi coi nó dòng lại, nó dòng lại cho anh em nhìn tiếp. Đây dòng lại anh em ơi, đó dòng lại nè. Nuốt siêu phẩm luôn, siêu phẩm nó cài Fiat này hơn ha. Một con này